Báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ma thuật với U23 Việt Nam. Báo chí Hàn Quốc đồng loạt tung hô huấn luyện viên Park Hang-seo và chính thức lọt vào bán kết giải U23 châu Á của U23 Việt Nam. Những gì làm được cùng U23 Việt Nam ở vòng bảng, đứng thứ 2 với 4 điểm, chỉ sau U23 Hàn Quốc, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo được ca ngợi hết lời, đặc biệt là báo chí xứ sở Kim Chi. Tờ STN Sport của Hàn Quốc từng ví von Park Hang-seo là Hiddink Việt Nam. Park Hang-seo từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Hiddink tại World Cup 2002, giải đấu mà đội tuyển Hàn Quốc gây chấn động khi lọt vào tới bán kết. Sau khi U23 Việt Nam tiếp tục thăng hoa, loại Iraq ở tứ kết bằng thứ bóng đá phóng khoáng hơn rất nhiều thay vì phòng ngự tử thủ, báo chí Hàn Quốc lại dành những lời tán dương cho thầy trò Park Hang-seo. Tờ STN Sport tái khẳng định Park Hang-seo chính là Hiddink Việt Nam. Ngoài ra, tờ này còn vẽ ra kịch bản U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Hàn Quốc ở trận chung kết, U23 VN gặp U23 Qatar ở bán kết, còn U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Uzbekistan. Tờ Portal Coi giật dòng tiết, ma thuật của Park Hang-seo. Tác giả bài báo bình luận, Park Hang-seo đã tạo ra ma thuật giúp U23 Việt Nam quật ngã Iraq. U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới bán kết đấu trường châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo đúng là có phép thuật. Ông ấy biến U23 Việt Nam cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Tờ Hàn Koki sốc nặng về những gì U23 Việt Nam làm được. Thật không thể tin nổi khi U23 Việt Nam không chỉ vào tứ kết mà còn đánh bại được Iraq. Họ đã tạo ra lịch sử và tất cả chúng ta phải dành lời ca ngợi. Sau khi giúp U23 Việt Nam loại Iraq, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bật khóc. Chiến lược gia người Hàn Quốc vô cùng xúc động và thậm chí bật khóc khi nhớ đến gia đình ở quê nhà trong khoảnh khắc ông cùng bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. SLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng. Không giấu được niềm hạnh phúc sau khi giúp U23 Việt Nam giành quyền vào chơi bán kết của U23 châu Á, SLV Park Hang-seo đã khóc trong phòng họp báo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, đội nhà hoàn toàn xứng đáng khi có được chiến thắng trước U23 Iraq. Tôi quá hạnh phúc với chiến thắng này của U23 Việt Nam. Nó đến với tôi như là điều không tưởng, dù trước đó cũng đã có lúc tôi nghĩ đến một kịch bản tuyệt vời như thế này. Tuy vậy, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, người hâm mộ và toàn thể người dân Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi từ đầu giải tới giờ, SLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho rằng, ông không cảm thấy bất ngờ khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq. Ông cho biết, trước trận đấu này, tôi nói với các cầu thủ của mình rằng chúng ta sẽ làm được điều đặc biệt. Chúng tôi đã nỗ lực, chiến đấu đến tận giây cuối cùng và kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi có rất ít bất ngờ vì tôi luôn nghĩ các cầu thủ của tôi có đủ khả năng để giành chiến thắng. Họ có niềm tin bên trong và đã thể hiện được ở trận đấu này. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tối đa. SLV Park Hang-seo cũng muốn gửi chiến thắng này dành tặng những người thân trong gia đình của mình ở Hàn Quốc. Vị chiến lược gia này xúc động chia sẻ, tôi nhớ vợ và các con của mình. Tôi nhớ mẹ của mình, bà ấy 97 tuổi và đang ở quê. Tôi muốn dành chiến thắng này để tặng cho gia đình của mình tại Hàn Quốc. AFC U23 Việt Nam vào bán kết nhờ thần kinh thép. Ý đồ của Gia Anh nhằm đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng trong quả penalty đầu tiên đã thất bại. Tiến Dũng bình tĩnh nhặt bóng và chính thức đánh dấu chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Iraq trong trận bán kết quốc vô địch châu Á, trang web chính thức của giải đấu, theo AFC, đã đăng tải bài viết ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam trước đối thủ được đánh giá là nhỉnh hơn về thể lực. Bài viết có nhan đề, Việt Nam giữ thần kinh thép trong loạt luân lưu để lọt top 4. Iraq bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi dẫn đầu bảng đi. Nhưng trước sự phòng thủ chặt chẽ của Việt Nam, trong suốt khoảng thời gian đầu trận đấu, đội bóng của huấn luyện viên Abdul Ghani Saad gần như không thể tìm được lối thoát. Theo AFC viết, thật vậy, các cầu thủ Việt Nam đã dẫn đầu suốt 12 phút và sút tung lưới Iraq trong vòng cấm địa. Trong hai hiệp đá chính và hiệp phụ, mọi nỗ lực của Iraq nhằm giữ sạch lưới đều thất bại trước các chân sút Việt Nam, buộc hai đội phải tiến hành loạt đá luân lưu. Trách nhiệm đè lên vai Gia Anh, nhưng cầu thủ này đã không thành công trong cú sút đầu tiên. Trong khi đó, cả năm cú sút của đội tuyển Việt Nam đều vào lưới,
mang đến cho họ một chiến thắng lẫy lừng. Trận đấu có kết quả đáng nhớ, đưa Việt Nam vào vòng tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử. Theo The AFC, đội bóng này sẽ đối đấu với Qatar trong trận bán kết sắp tới vào thứ Ba, 23 tháng 1. Quang Hải loại Úc, trọng tài Úc thổi 11 mét U23VN, nghi án chấn động tứ kết. Trọng tài Charit biết người Úc đã thổi quả phạt đền gây tranh cãi cho U23 Iraq. Trước đó, vị vua áo đen này cũng mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Úc, qua đó tiến một bước dài vào tứ kết U23 châu Á. Dù phải gặp U23 Iraq được đánh giá cao hơn rất nhiều, song thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí có bàn mở tỷ số phút 12 nhờ công của Công Phượng. Thế nhưng, lợi thế của U23 Việt Nam nhanh chóng biến mất bởi quyết định thổi phạt đền của trọng tài Charit Bit. Tình huống U23 Iraq tạt bóng, Xuân Mạnh và Duy Mạnh tranh chấp với Ayman Hussein tiền đạo đội bạn ngã trong vòng cấm và lập tức quả 11 mét được thổi. Đây là tình huống nhạy cảm nhưng trọng tài người Úc rất cương quyết thổi phạt đền. Sau đó, chính Hussein dứt điểm thành công gỡ hòa một đều phút 29. Việc ban tổ chức sắp xếp trọng tài Charit biết điều kiện trận đấu thực sự không hợp lý. U23 Úc đã bị U23 Việt Nam loại ở vòng bảng nên khả năng trọng tài biết bị tác động tâm lý là điều khó tránh khỏi. Charit biết không chỉ gây tranh cãi ở trận đấu của U23 Việt Nam mà còn gieo sầu cho đội tuyển quốc gia của chúng ta. Trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 cũng gặp Iraq diễn ra tại Mỹ Đình năm 2005, trọng tài người Úc đã thổi quả phạt đền phút bù giờ thứ 7 giúp Unit Mamot gỡ hòa một đều. Trước đó, Công Vinh mở tỷ số từ phút 25. Thêm vào đó, trình độ chuyên môn của ông biết cũng là vấn đề lớn. Vị vua áo đen này sinh năm 1984 và không được đánh giá cao về bản lĩnh. Năm 2017 vừa qua, trọng tài biết đã phải công khai xin lỗi vì từ chối một quả phạt đền của câu lạc bộ Sydney khiến họ thua trận derby với Western Sydney. Trước đó, năm 2015 trọng tài biết cũng đã gây thù chuốc oán với Sydney FC. Đội bóng này đã nổi giận khi bị thổi phạt 29 lần, từ chối đến 2 quả phạt đền. Những quyết định đó khiến Sydney FC không thể đánh bại Wellington Phoenix. Với rất nhiều quyết định sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng nặng nề đến trận đấu, trọng tài biết là cái gai trong mắt của rất nhiều người. Hai ngôi sao từng thi đấu tại ngoại hạng Anh là Matt Bonnet MU và Tim Cahill Leeds đã văng tục khi đối diện vị vua áo đen sinh năm 1984 này. Bitconnect đóng cửa, nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng. Sàn cho vay tiền ảo Bitconnect bất ngờ đăng thông báo ngừng hoạt động cho vay tiền ảo và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngồi không yên vì có nguy cơ bị mất trắng. Ngày 17 tháng 1, trên trang chủ của Bitconnect đã đăng tải thông báo chính thức dừng hoạt động cho vay và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ. Công ty này cũng cho biết sẽ rút đồng tiền kỹ thuật số đã phát hành ra khỏi thị trường. Thông tin này đã gây chấn động cả thế giới và khiến rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ vì có thể mất gần như toàn bộ số tiền của mình. Bitconnect cho biết có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc dừng hoạt động này. Thứ nhất, các tin tức tiêu cực trên phương tiện truyền thông khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy thiếu tự tin vào nền tảng này. Thứ hai, Bitconnect đã nhận được 2 yêu cầu dừng hoạt động từ Sở Giao dịch Chứng khoán tại các bang Texas và Bắc Carolina. Thứ ba, hacker đã liên tục tấn công hệ thống khiến các giao dịch liên tục bị từ chối trong những ngày qua. Ngay sau thông báo đầy bất ngờ của Bitconnect, nhà đầu tư đã đồng loạt bán tháo đồng tiền này. Từ mức khoảng hơn 400 đô, giá Bitconnect giảm sâu, mất tới 93% giá trị, hiện chỉ còn khoảng 15 đô và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bitconnect tuyên bố vẫn hỗ trợ thông tin và phát triển hệ sinh thái của mình. Trước mắt, toàn bộ tiền của nhà đầu tư sẽ được trả lại dưới dạng đồng Bitconnect với giá quy đổi 363,6 đô trên Bitconnect dựa trên mức giá trung bình trong 15 ngày gần đây nhất. Được biết, hiện có rất nhiều nhà đầu tư Việt tham gia vào sàn Bitconnect. Với động thái đóng cửa các giao dịch, ngừng hoạt động cho vay trả lãi cao như trước đây của Bitconnect khiến các nhà đầu tư hoang mang. Bitconnect hứa trả lại toàn bộ tiền cho nhà đầu tư dưới dạng đồng Bitconnect với giá trung bình 365 đô. Tuy nhiên ngay sau khi có thông báo dừng hoạt động, giá của một đồng Bitconnect sụt giảm thảm hại xuống 20 đô, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư mất trắng 90% tài sản của mình. Bitconnect là một trong những sàn cho vay tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới hiện nay với dịch vụ cho vay, lending và đa cấp MLM hay Multi-Level Marketing. Bitconnect ra mắt vào tháng 11 năm 2016.
trở thành một trong những ICO thành công nhất lịch sử với giá trị tăng hơn gấp 3.000 lần trong vòng một năm. Từ giá khởi điểm khi ICO là 0,12 đô, đến cuối năm 2017 có lúc Bitconnect đã chạm mốc kỷ lục gần 400 đô một đồng. Bitconnect đã đi tiên phong trong lĩnh vực lending, đúng lúc mà cơn sốt Bitcoin và công nghệ blockchain được cả thế giới quan tâm. Chính vì vậy mà Bitconnect đã rất thành công, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Hình thức lending gần. Giống với hoạt động ủy thác của các quỹ tài chính trên thế giới, huy động vốn của các nhà đầu tư và sẽ trả lãi hàng tháng. Sau một khoảng thời gian nhất định thì nhà đầu tư có thể rút vốn của mình về. Tuy nhiên lãi suất của Bitconnect cao hơn rất nhiều so với các quỹ ủy thác, dao động từ 30 đến 40% một tháng. Trong khi các quỹ ủy thác chỉ có lãi suất 10 đến 15% một tháng, gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất 7 đến 8% một năm. Có thể thấy sự khác biệt rất lớn, chính vì vậy mà rất nhiều nhà đầu tư đã bị làm mờ mắt vì lãi suất quá cao của cái gọi là lending platform này. Bitconnect cũng được biết đến như một hình thức MLM hay Multi-Level Marketing Lever, hay có thể gọi là đa cấp. Khi một nhà đầu tư giới thiệu cho các nhà đầu tư khác tham gia vào lending Bitconnect, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng giống với các hình thức đa cấp khác. Đó cũng là lý do Bitconnect trở nên phổ biến và phát triển với tốc độ rất nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Sự thành công của Bitconnect đã kéo theo sự ra đời của rất nhiều mô hình MLM lending khác trên nền tảng blockchain. Việc đóng cửa của Bitconnect là lời cảnh báo cho tất cả các mô hình MLM lending hiện nay. Bởi Bitconnect đã từng được ca ngợi là anh cả của mô hình lending, trải qua hơn 15 tháng hoạt động, nhưng kết cục vẫn là sự sụp đổ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.